Mừng quá mọi người ơi, ngày hôm qua Chí Cảnh có đăng một cái clip mà Chí Cảnh bị mấy cái con mà sòi con, cóc con rồi đó, nó bom hàng đó mọi người. Rồi sau khi mà hàng bị gửi đi gửi về không có bán được nữa, nó bị hư luôn á mọi người. Thì có rất là nhiều cô chú anh chị, rất là nhiều người fan của Chí Cảnh vào, nói chung là ủng hộ Chí Cảnh rất là nhiều, coi như là giải cứu hàng bom rất là nhiều. Chí Cảnh cực kỳ cảm thấy biết ơn luôn á. Nói chung là Chí Cảnh cảm thấy nợ cô chú anh chị một lời cảm ơn chân thành luôn á. Là khi mà Chí Cảnh đăng clip đó thì có rất là nhiều cô chú anh chị á thấy Chí Cảnh bị vậy rất là thương Chí Cảnh, rất là tội nghiệp cho Chí Cảnh, đã liên hệ mua hàng rất là nhiều. Có rất là nhiều cô chú anh chị còn muốn lấy những cái hàng bị bom bị hư đó. Nói chung là rất là nhiều cô chú anh chị rất là dễ thương luôn, nói là bây giờ cứ lấy cái hàng bom á, nó bị hư vỏ không sao đâu, cứ gửi cho chị đi chị mua cho. Nói chung là rất là nhiều người muốn thương Chí Cảnh luôn á mọi người. Cho nên á, trong cái rủi có cái may đúng không, trong cái rủi là mình bị những cái con sòi con cóc con rồi đó, nó bom hàng, nhưng mà đồng thời thì do tụi nó bom hàng như vậy mà một ngày thì bình thường Chí Cảnh bán chỉ được có 2 3 đơn, nhiều khi được 5 đơn, nhiều khi không có đơn nào luôn. Có những ngày bị Chí Cảnh làm biếng bán á mọi người, Chí Cảnh không có đăng clip á, không có giới thiệu là không có bán được đơn nào luôn. Nhưng mà tụi nó thì cố tình làm như vậy đó, để mà thứ nhất có là tụi nó đang đánh vào cái kinh tế của Chí Cảnh đó mọi người, cái tài chính của Chí Cảnh. Thứ nhất là kênh YouTube của Chí Cảnh đang bị báo cáo rất là nhiều, tụi nó đang muốn là cho sập kênh Chí Cảnh luôn. Con Ve đã cho Chí Cảnh ăn gậy đồ này nọ, là cho sập kênh, cho bye kênh, là cho Chí Cảnh không có thể nào kiếm tiền YouTube được luôn. Ngoài ra thì bây giờ nó cũng chơi cái trò nó bom hàng đồ như vậy để cho Chí Cảnh không có thể nào mà có tiền luôn mọi người. Nhưng mà một cái cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra đúng không? Cho nên Chí Cảnh chỉ bị bom hàng như vậy thôi. Nhưng mà rất là nhiều cô chú anh chị sau khi biết được cái thông tin Chí Cảnh bị bom hàng thì đã thương Chí Cảnh rất là nhiều, đã mua hàng cho Chí Cảnh, đã ủng hộ Chí Cảnh nhiều lắm. Thậm chí có một số cô chú anh chị ở bên nước ngoài á, đã muốn là mua hết tất cả những cái hàng bị bom luôn á mọi người, mua hết tất cả những cái hàng bị bom đó giùm Chí Cảnh luôn. Nhưng mà Chí Cảnh đã từ chối, tại vì Chí Cảnh nghĩ rằng những cô chú anh chị bên nước ngoài thì kiểu mua mà không có nhu cầu sử dụng á mọi người, cho nên là thật ra là cô chú anh chị muốn hỗ trợ tiền cho Chí Cảnh nhưng mà Chí Cảnh đã không có đồng ý. Rồi một số cô chú anh chị thì ở bên nước ngoài cũng muốn gửi tiền cho Chí Cảnh để mà thấy Chí Cảnh bị bom hàng tội nghiệp, bị hư hàng rồi đó, thì một số cô chú anh chị cũng muốn gửi tiền cho Chí Cảnh nhưng mà Chí Cảnh cũng đã từ chối luôn. Rồi có 2 3 người ở trên YouTube á, thì cũng đã có donate cái tiền mà thường ở Việt Nam thì mình không có gửi cái tiền và qua super chat được, nhưng mà ở ở bên nước ngoài á, thì họ có cái tài khoản Visa gì đó mọi người, thì họ đã trực tiếp donate cái tiền vào trong kênh của Chí Cảnh. Thì có một chị bên Nhật là ủng hộ Chí Cảnh được 2.400 yên, 2.400 yên. Còn một cái super chat nè, mới có một người gửi super chat nè để Chí Cảnh coi được bao nhiêu tiền gì. Có nhiều cô chú anh chị đã gửi cái tiền mà ở trên YouTube đó mọi người cho Chí Cảnh đó mọi người. Có một chị bên Nhật là đã gửi, wow. À có ai gửi cho Chí Cảnh được 2 đô, à cái chị này gửi cho Chí Cảnh được 2 đô nè mọi người, 3 đô, được gửi được 3 đô nha, là được 60.000, hơn 60.000. Và có một chị bên Nhật thì gửi cho Chí Cảnh được 2.400 yên, 2.400 yên thì không biết là bao nhiêu tiền, Chí Cảnh cũng không có biết bao nhiêu tiền á mọi người. Thì ngày hôm qua giờ thì có rất là nhiều cô chú anh chị thấy Chí Cảnh tội nghiệp á mọi người, cho nên những cô chú anh chị ở Việt Nam thì mua hàng cho Chí Cảnh, còn những cô chú anh chị bên nước ngoài không có mua hàng được thì cũng cũng đã gửi cái tiền tiền mà qua kênh YouTube đó. Có cái dịch vụ mà có cái dịch vụ mà gửi tiền đó, thì mọi người gửi vào trực tiếp vào đó giúp Chí Cảnh. Nói chung thì cũng không có bao nhiêu nhưng mà của ít lòng nhiều, có người thì gửi mấy đô rồi như vậy, thì Chí Cảnh cảm thấy rất là cảm ơn, rất là mừng luôn mọi người. Nhiều cô chú anh chị gọi điện cho Chí Cảnh nói là cứ lấy cái hàng hàng bom rồi lấy cái hàng mà bị hư đó cứ gửi đi không sao đâu, chị không có cần vỏ hộp đâu. Nhưng mà Chí Cảnh thì Chí Cảnh không có gửi cái đó, tại vì
Chí Cảnh nói chung là Chí Cảnh bán thì cái nào ra cái đó bán đồ đàng hoàng, chứ ba cái hư hao đó thì nói chung Chí Cảnh không có muốn bán. Mấy cái mà bị hư đó thì Chí Cảnh giữ lại, Chí Cảnh xài. Tại vì Chí Cảnh kem đánh răng đó thì ngày nào mình cũng sử dụng đúng không, thì Chí Cảnh để dành lại hoặc là Chí Cảnh cho cha mẹ anh em rồi đó mọi người ha. Còn khi mà Chí Cảnh gửi hàng cho cô chú anh chị là hàng mới hoàn toàn nha. Còn mấy cái mà nó bị hư, tại vì nhiều khi gửi về mọi người cái chai đó nhiều khi nó còn bị ấy nữa, cái chai kem đó nhiều khi nó còn bị kiểu mà nó bị lủng á mọi người, kiểu mà nó bị lủng lủng á, rồi sợ gửi cho mọi người nó bị thế này thế kia không có được nha, nó bị thế này thế kia, cho nên cái này thì chỉ cần giữ lại, chỉ cần xài, cho nên chỉ cần không có gửi. Nói chung là kể từ khi mà cái con dê nó làm cái kênh YouTube của Chí Cảnh ăn hai gậy và có nguy cơ bị bay kênh á, thì Chí Cảnh đã chỉnh sửa kênh lại rất là nhiều, và do chỉnh sửa trong khoảng thời gian ngắn mà nó có rất là nhiều những cái biến động, những cái bất thường á, cho nên kênh YouTube của Chí Cảnh đã bị tắt đề xuất. Cho nên dạo gần đây thì view của Chí Cảnh rất là thấp luôn mọi người, nó cũng khá là buồn, khá là thấp. Cho nên cô chú anh chị nào mà có thương Chí Cảnh á, thì mọi người hãy tìm cái chữ Chí Cảnh TV rồi mọi người xem clip nha, ngày nào Chí Cảnh cũng ra clip hết. Nếu như mà cô chú anh chị nào mà không có thấy Chí Cảnh á, thì hãy search cái chữ Chí Cảnh TV rồi mọi người vào xem giùm Chí Cảnh nha. Nói chung là tụi nó đang muốn cố tình là làm vào cái nồi cơm của Chí Cảnh để cho Chí Cảnh không có còn lên tiếng được nữa. Ngày hôm nay thì Chí Cảnh thấy cái con Thủy Hà Mã đó, nó lên nó kêu là nếu như mà trong trường hợp mà Chí Cảnh quay xe mà về đội của nó đó, thì có một cái con mà Mạnh Thường Quân đó, nó đại gia đứng sau lưng nó, con Kimi hai Kimi heo gì đó, thì nó kêu là nếu như mà Chí Cảnh về đội của nó đó thì sẽ cho Chí Cảnh là 81 triệu. Cái con đó sẽ cho Chí Cảnh 81 triệu để mà về quê cất nhà. Cái con Kim Mi Heo gì đó thì nó kêu là nếu như mà Chí Cảnh mà về đội con Thủy Hà Mã đó, kiểu mà đồng ý xuất hiện cùng với nó rồi về the nó rồi đó, thì cái con Kim Mi Heo đó sẽ cho Chí Cảnh 81 triệu để mà đi về quê cất nhà cất cửa rồi này nọ rồi đó mọi người. Nó tưởng đâu là 81 triệu của nó là lớn như lắm là bánh xe bò đó. Nói nghe là Thủy Hà Mã, trời ơi, Chí Cảnh chứ không phải là cưng nha, nghe 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 Thủy Hà Mã Chí Cảnh chứ không phải là cưng, cho nên nó trời ơi, Chí Cảnh không có cái ham tiền đến cái mức độ mà giống như cưng đâu, vì một chút đồng tiền mà cưng á hả, trời ơi trời, cái con người của cưng á hả, cưng đi cưng 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 trước kia thì cưng lên cưng nói người này người kia, rồi bây giờ cưng đi cưng xin lỗi từng người từng người từng người, mà phải chi cưng có tiền, cưng bỏ tiền ra cưng làm ra tiền á thì ok, còn cái này á hả, trời ơi là trời, má ơi lúc nào cũng nhận tiền của người ta hết trơn á, rồi cái xong mà đi rồi cho người này cho người kia mà toàn tiền của người ta không hề, mà cái má mà Kim đi hai đi heo đó, không biết má có bị thần kinh hay không nữa, tự dưng cái đưa tiền cho cái con Thủy Hà Mã này làm cái chuyện mà ghê luôn á. Kim đi hai đi heo ơi, 80 mấy triệu đó thôi đi má, 80 mấy triệu đó má đi giúp hoàn cảnh trẻ em đồ này nọ, người nghèo người bệnh đâu ngoài kia kìa, con không có cần, trời ơi con tự làm ra được má ơi, con tự làm ra được, con tự làm YouTube một thời gian 1 2 năm nữa con tự làm YouTube 1 2 năm nữa con cũng có tiền hà, chứ cần cái gì mà phải nhận cái tiền của má mà để mà quay xe đồ, trời ơi làm như vậy rồi biết nhìn mặt cô chú sao đúng không mọi người, quay xe rồi có 80 mấy triệu mà rồi cái danh dự của mình, cái uy tín của mình rồi rồi từ đó về sau mình sẽ không làm gì được hết trơn, mình sẽ mất đi hình ảnh của mình đi ra đường bị khán giả cười chê rồi người ta nói với mình, thì 81 triệu nó có thể mua được cái danh dự hay không, mà đem 81 triệu ra hả Thủy Hà Mã, trời ơi là trời, Thủy Hà Mã có thể gì mấy triệu mà Thủy Hà Mã có thể quay xe quay tới quay lui, còn Chí Cảnh là không có thể làm cái chuyện đó được, không bao giờ có cái chuyện mà gì mấy mê 80 mấy triệu mà tự dưng bây giờ kêu là về đội Hà Mã để mà quay xe với Hồng Loan quay xe với chị Ni rồi rồi lấy 81 triệu, đâu có sống được không, có sống được cả đời không hả, 81 triệu đó có sống được cả đời không, 81 triệu đó rồi có ăn được cả đời hay không, rồi sống như thế nào, đi ra ngoài đường bị người ta nói thế này thế kia, thì 81 triệu đó là cái gì hả, cái má mà Kimi Ha với lại cái con Thủy Hà Mã mà nó nghe là Thủy Hà Mã, ai Chí Cảnh cũng có thể hóa trang được hết trơn á, nhưng riêng Thủy Hà Mã là không có hóa trang được,
khó quá, cái ca này khó quá, không có hóa trang được. Trời ơi là trời, ai tôi cũng có quá thân thành người đó được hết trơn, nó riêng thủy mã là tôi không có làm được, không có làm được luôn á mọi người. Cho nên nó là trời ơi 81 triệu đó hả, là Kimi hai hả, nên thôi để dành cho cái con thủy hà mã đó đi, để nó muốn làm gì nó làm, nó đi xin lỗi xin ơ rồi hết người tên tới người kia đó đó, rồi nó mua vé mua ơ đồ này nọ đồ. Trời ơi là trời, tôi đâu có cần đâu mọi người. Đối với bản thân của Chí Cảnh hả, để mà có 81 triệu rồi có cái nhà, mà cái nhà gì có 81 triệu, 81 triệu sao cất đủ ngôi nhà hả 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 thủy hà mã với lại cái con Kimi heo. 81 triệu sao mà đủ cất ngôi nhà, trời ơi một cái ngôi nhà mà cấp 4, mà cái ngôi nhà mà tiền chế đâu bây giờ hả, vật liệu xây dựng nó mắc lắm, ít nhất cũng khoảng 200 triệu mới có thể cất được đúng không mọi người, chứ bây giờ là 81 triệu rồi làm được cái gì, trời ơi chắc làm được cái mái nhà quá. 81 triệu mà sao mà cất được, cho nên là bây giờ mày muốn tao quay xe thì mày là mày mày chuyển cho tao đi. Hôm bữa chị Bích Trâm với anh Linh Tý nói là để quay xe là bao nhiêu tỷ, 7 tỷ 6 hay gì đúng không? Anh Linh Tý với chị Bích Trâm nói là muốn quay xe thì phải cho anh Linh Tý với chị Bích Trâm 7 tỷ 6 hay 6 tỷ 7 gì đó. Thì bây giờ tôi không có nổi tiếng bằng, hoặc là tôi không có ấy bằng, thì thôi bây giờ tôi 3 tỷ, mấy người kia 6 7 tỷ thì tôi 3 tỷ. Cho nên bây giờ mình nói cái con Kimi heo Kimi 2 gì đó ha, cho tao 3 tỷ đi rồi tao quay xe. Chứ cái gì mà cái giá của tao gì mà có 81 triệu gì trời, cái giá gì mà rẻ quá vậy má hả. Mày muốn tao quay xe thì ít nhất phải 3 tỷ nha con, 3 tỷ đi, mày đưa tao 3 tỷ đi rồi xong rồi tao nín tao không lên tao nói nữa nha nha. Thủy Thủy ơi Thủy, tao không có giống như mày, trời ơi trời, đối với bản thân của tao tiền nó không có quan trọng, quan trọng là danh dự, quan trọng là cái uy tín, cái danh dự, cái hình ảnh của mình. Tao là tao thích đi ra ngoài mà người ta yêu thương, người ta tay bắt mặt mừng, người ta ôm mình, tao thích như vậy. Chứ tao không có thích mà dù cho tao đi ra đường tao không có tiền mà nhiều người ôm hung và thương tao như vậy tao cũng vui nữa. Còn cầm tiền chi cả đống đeo hột xoàn kia, dây chuyền hột xoàn tiền tỷ đồng chi mà đi ra ai cũng ghét hết. Giống như cái thằng thám tử lùn đó, nó đi ra đường nó có ai mà ngó tới nó không, có ai mà xin chụp hình chung không. Còn Chí Cảnh đi ra đường nhiều người thương rồi xin chụp hình chung rồi tay bắt mặt mừng như vậy, rồi ví dụ như Chí Cảnh mà đi coi ca nhạc đồ Hồng Loan đồ hát mà đi rồi trời ơi cô chú anh chị thương dữ dội luôn. Như vậy đối với Chí Cảnh cảm thấy rất là hạnh phúc, mặc dù không có tiền, mặc dù nghèo khó, nhưng mà cái tình cảm đó mọi người, cái tình cảm, cái tình yêu đó, giống như chị đi nói chị đi rất là giống như kiểu chị đi nói là chị đi không có thể nào mà chiếm nhà được, chiếm nhà rồi nếu như mà chiếm nhà của Hồng Loan thì chị đi sẽ sống như thế nào với cộng đồng mạng. Chị đi là mong cái sự ủng hộ của cộng đồng mạng chứ không có phải là mong tiền. Thì đối với bản thân của Chí Cảnh cũng vậy, Chí Cảnh rất là muốn cái sự ủng hộ. Khi mà Chí Cảnh bị thám tử lùng nó lên nó phốt và Chí Cảnh bị mọi người hiểu lầm, lúc đó là Chí Cảnh bị rất là buồn, là bởi vì Chí Cảnh bị mất cái tình cảm đó mọi người. Mình không có buồn là bởi vì kênh của mình nó bị thế này thế kia mình không kiếm ra tiền, mình buồn là bởi vì mình sợ là mình sẽ làm cho khán giả thất vọng, mình sợ làm cho khán giả buồn lòng. Là cái đối với bản thân Chí Cảnh là cái danh dự, cái uy tín, cái sự yêu thương nó quan trọng hơn là tiền. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là ngày xưa đó, cái lúc mà khổ khổ cho nó khổ kinh khủng đó, cái lúc mà nhiều khi trong túi không có ngàn để mà mua đồ luôn á, mà còn Chí Cảnh còn không đánh mất mình nữa, Chí Cảnh còn cảm thấy không có bao giờ mà bị cám dỗ bởi đồng tiền nữa. Còn bây giờ bản thân của Chí Cảnh cũng đã vững vàng rồi, Chí Cảnh đã làm kênh YouTube rồi, Chí Cảnh có hai kênh YouTube, một kênh chính một kênh phụ, rồi Chí Cảnh cũng lâu lâu bán hàng đồ này nọ, thì Chí Cảnh nói chung là cũng ổn định rồi. Thì mắc mớ gì mà phải đi nhận 81 triệu của Thủy Hà Mã và Kimmy hai để mà quay xe, rồi 81 triệu đó có ăn được cả đời không mọi người. Trong khi đó bây giờ có thể một tháng Chí Cảnh không kiếm được 81 triệu nhưng mà nhiều tháng cũng được đúng không, nhiều khi mai mốt Chí Cảnh may mắn Chí Cảnh được mọi người chú ý nhiều hơn, rồi kênh YouTube của Chí Cảnh được được view nhiều hơn thì Chí Cảnh có thể kiếm được tiền đúng không mọi người. Và cái mình phải nhìn cái tương lai nó xa lắm mọi người, chứ nếu như mình ham 81 triệu, nhận 81 triệu một cái từ đây về sau không ai mà ủng hộ hết trơn, người đi lên hay tiếng trời ơi lên người ta nói này nói nọ thì làm sao mà sống được đúng không. Bây giờ mình không có nhận 81 triệu nhưng mà mình làm YouTube từ từ, mình bán hàng từ từ, mọi người thương Chí Cảnh, mọi người thương Chí Cảnh thì mọi người mua hàng ủng hộ Chí Cảnh, thì từ từ Chí Cảnh cũng có 81 triệu để cất nhà đúng không.
thậm chí là Chí Cảnh còn có thể kiếm nhiều hơn nữa chứ, 81 triệu của Thủy Hải là nhầm nhò gì đúng không mọi người? Cho nên nó là ngày hôm qua giờ thì nói chung là bình thường Chí Cảnh bán chỉ được có 5-6 đơn, rồi nhiều khi hơn kinh sủng lắm luôn á là được 10 đơn. Tại vì mọi người biết là Chí Cảnh không có live stream, Chí Cảnh ít có live stream trực tiếp lắm. Mà thường bán hàng thì mọi người phải live trực tiếp để người ta hỏi cái gì mình đưa lên cái đó đúng không? Rồi người ta hỏi đâu này nọ rồi mình kêu người ta đồ. Còn Chí Cảnh làm biến live stream, Chí Cảnh không có live stream, Chí Cảnh chỉ có quay video thôi mọi người. Chứ nếu như mà Chí Cảnh mà bán ham bán là Chí Cảnh đã live stream rồi. Còn Chí Cảnh làm biến live lắm, mỗi lần Chí Cảnh live thì cũng có người mua đó, nhưng mà Chí Cảnh lười live lắm mọi người. Chí Cảnh chỉ thích quay video và lên dạ dỗ đồ đó. Tại vì live stream nó dài quá mọi người không có thời gian để xem. Còn mình quay video thì nó ngắn gọn xúc tích, tập trung vào cái vấn đề chính, mọi người đã không có thời gian rồi. Với lại mình quay video để mình khịa rồi này nọ tết cho vui á. Nói chung là Chí Cảnh cũng muốn cho cô chú anh chị vui á mọi người. Cho nên nó làm từ ngày hôm qua thì bình thường là bán chỉ có được 5-6 đơn, nhiều khi không có đơn nào, nhưng mà hôm qua là tới giờ là bán cũng nhiều nha, bán cũng là mười mấy 20 đơn á, hơn luôn á mọi người. Mọi người thương Chí Cảnh, mọi người ủng hộ dữ lắm luôn á. Hiện tại thì Chí Cảnh cũng còn lại một mớ kem đánh răng nè mọi người. Chí Cảnh còn lại một mớ kem đánh răng Red siêu trắng của Mỹ nha. Kem đánh răng này thì mọi người sử dụng vô á, răng rất là trắng, trắng thơm và nó rất là sạch và nó ngăn ngừa sâu răng nha. Nó rất là phù hợp cho những người nào mà răng vàng, hoặc là những cô chú anh chị mà nào mà có con á, mà tầm khoảng 10 tuổi trở lên nó đã thay răng xong á, sử dụng cái kem này đi nó rất là khỏe luôn mọi người. Nó trắng mà nó bảo vệ men răng cực kỳ tốt luôn, mà nó thơm nữa nha. Rồi những người nào mà răng vàng hoặc là hút thuốc rồi này nọ đó, mọi người sử dụng kem đánh răng nó rất là an toàn, rất là hiệu quả nha. Kem đánh răng này là 250.000 một tiếp nha mọi người. Nếu như mà cô chú anh chị mua một cái combo á, một kem đánh răng với một lăn khử mùi thì Chí Cảnh sẽ miễn ship nha. Hai cái này là 500.000, mỗi cái là 250, mua hai cái là được miễn ship. Mọi người ủng hộ Chí Cảnh đi, tại vì mọi người biết, cô chú biết sao không, Chí Cảnh muốn bán mấy cái này cho nó hết nè, để mai mốt không có bán nữa. Mai mốt ta tập trung chuyên môn để ta dạy dỗ mấy cái con mà học sinh cá biệt như Thủy Hà Mã nè, như Thủy Hà Mã đẩy mèo đồ này nọ rồi đó. Đó là nói chung là tại vì á là do Chí Cảnh bị cái này nè mọi người, đang lỡ nhập về nè, cho nên là bây giờ còn nè, gán bán cho hết là tới mai mốt không có bán nữa. Chí Cảnh là biến bán đó, mọi người lùi bán này xong rồi mai mốt nghỉ bán nha. Đó là cô chú anh chị thương Chí Cảnh thì mua cái này nha, kem đánh răng Red siêu trắng là 250, lăn khử mùi nha, lăn khử mùi rất là thơm luôn á mọi người. Nó thơm, nó giữ mùi trong vòng 48 tiếng, rất là thơm và nó ngăn ngừa ra mồ hôi, và đặc biệt là nó không có bị ố áo vàng áo. Nó rất là phù hợp để cô chú anh chị có thể bận những cái áo mà trắng đâu này nọ đâu đó mọi người. Mình đi học, đi chơi, đi làm, đi cà phê, đi tiệc, rồi mọi người lăn vào thì nó sẽ không có bao giờ mà có mùi hết, nó rất là thơm đúng nha mọi người nha. Ngoài ra thì Chí Cảnh có bán cái Vaseline đó mọi người. Vaseline á, khi mà mọi người mà môi mọi người bị khô á mọi người, hoa của cô chú bị khô á, cô chú thoa vô một cái là cái môi của mình nó mềm, nó mềm ngay lập tức luôn, mà nó sẽ giúp cho môi mình nó có hơi hồng hồng nhẹ một tí xíu nha. Nó rất là mềm đúng không mọi người? Ai mà uống thiếu nước mà môi khô á, mọi người thoa vô đi, cô chú anh chị thoa vô. Trời ơi, cái này nó hay lắm nha mọi người nha. Đây là dưỡng môi á mọi người, gán thoa vô đi là môi của mình lúc nào nó cũng mềm mịn, nó kiểu là nó mọng lên, nó rất là ok la đó. Cái này bình thường là 650 giảm còn 400, còn cái này là 450 giảm xuống còn 200. Cái bự là 400, cái nhỏ là 200 nha. Cô chú anh chị nào mà thương Chí Cảnh thì mua ủng hộ Chí Cảnh nha mọi người. Cái này thì nó cũng không có còn nhiều đâu, nó cũng còn có mấy cái bán hết để cho nghỉ khỏe nè. Với lại cuối cùng thì Chí Cảnh có bán cái Tylenol này là nhức đầu nha. Ai mà bị nhức đầu, bị sốt và bị cảm đâu đó mọi người, là uống vô cái này nó hay dữ lắm nha. Mỗi lần mà Chí Cảnh bị nhức đầu của mọi người, bị thiếu ngủ nhức đầu á, Chí Cảnh uống hai viên xong ngủ sáng dậy là khỏe re luôn mọi người đó. Cho nên là tôi anh chị nên chuẩn bị cái này ở nhà. Đối với hàng của Mỹ thì nó không có tác dụng phụ nha, với lại nó rất là an toàn, nó không có tác dụng phụ và nó rất là hay luôn. Ai bên Mỹ sẽ biết á, cái này 1,1 triệu giảm còn 750, 325 viên nhiều lắm nha, 325 viên mình có thể sử dụng nhiều dữ lắm luôn á mọi người. Mọi người mua ủng hộ Chí Cảnh nha.
mọi người thương Chí Cảnh, mua ủng hộ Chí Cảnh nha mọi người. Cái này là 1,1 triệu giảm xuống 750. Số Zalo của Chí Cảnh là 0938 386787 nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.